Được rồi, hãy theo dõi điểm của bạn và kiểm tra kết quả cuối bài trắc nghiệm nhé. Bạn sinh vào tháng mấy? A. Tháng 4, tháng 8, tháng 12. B. Tháng 3, tháng 7, tháng 11. C. Tháng 5, tháng 9, tháng 1. D. Tháng 2, tháng 10, tháng 6. A có giá trị 20 điểm. B mang về cho bạn 10 điểm. Nếu C là lựa chọn của bạn, bạn được 30 điểm. D mang tới cho bạn 40 điểm. Ngày sinh của bạn rơi vào nhóm nào? A. Từ 1 tới 8. B. Từ 9 tới 16. C. Từ 17 đến 24. Và D. 25 tới 31. Nếu chọn A, bạn đã ghi được 20 điểm. B có giá trị 40 điểm. C mang lại cho bạn 10 điểm và D là 30 điểm. Bạn có biết mình sinh vào giờ nào không? A. Khoảng từ nửa giờ đêm đến 9 giờ sáng. B. 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. C. 6 giờ chiều đến nửa đêm. D. Tôi không biết. Những người sinh vào ban đêm được 40 điểm. Nếu bạn sinh ra từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều, đây là 10 điểm của bạn. Ai sinh ra từ 6 giờ chiều đến nửa đêm nhận được 20 điểm. Nếu không biết giờ sinh, bạn vẫn được 30 điểm. Bạn thích kiểu thời tiết như thế nào? A. Nắng ấm. Tôi thuộc tiếp người mùa hè 100%. B. Mùa ngày mưa. Tôi thích đi lang thang với chiếc ô của mình. C. Mùa đông lạnh và có tuyết. Một tách cacao nóng và một chiếc chăn mềm mại khiến ngày đông càng tuyệt hơn. D. Sấm chớp, động đất nhẹ hoặc lốc xoáy. Tôi thích thực sự hoang dã. Lựa chọn A mang lại cho bạn 10 điểm. B thêm 30 điểm vào giỏ của bạn. C có giá trị 20 điểm. Và D mang lại cho bạn 40 điểm. Đã đến lúc đổi mới, bạn sẽ chọn hoa văn nào cho tường trong phòng của mình? A. Vòng tròn, tôi thích ý tưởng về sự vô tận. B. Hình vuông, tôi thích giữ cho mọi thứ ngăn nắp. C. Hoa lá cành, đó là quan niệm của tôi về sự hài hòa. D. Một sự pha trộn điên cuồng giữa màu sắc và hoa văn. Vòng tròn mang lại 20 điểm, hình vuông cho bạn 30 điểm. Nếu chọn hoa lá, hãy cộng 10 điểm vào số điểm hiện tại. Màu sắc tươi sáng mang lại cho bạn 40 điểm. Tiếp theo, hãy chọn một tác phẩm nghệ thuật để vẽ lên bức tường mới sơn của bạn. A. Một poster với một câu nói truyền cảm hứng sẽ rất ổn áp. B. Tôi sẽ tự vẽ gì đó, cảnh đẹp chẳng hạn. C. Tôi sẽ vẽ chân dung của mình. D. Chắc là tôi sẽ chọn một tờ giấy trắng. Nếu bạn chọn A, hãy cộng 10 điểm. Lựa chọn B mang lại cho bạn 30 điểm. Lựa chọn C có giá trị 20 điểm. Lựa chọn D mang lại cho bạn 40 điểm. Xin chúc mừng! Bạn mới thắng 1 triệu đô. Bạn sẽ mua gì đầu tiên? A. Tôi sẽ đầu tư vào một ngôi nhà hoặc mua cổ phiếu. Tiền là công cụ của tôi. B. Tôi sẽ mua quà cho mọi người trong gia đình và bạn bè. C. Tôi sẽ đi một chuyến vòng quanh thế giới. Đó là ước mơ của tôi. D. Tôi sẽ làm từ thiện hết. Giúp đỡ người khác chính là niềm vui lớn nhất của tôi. Tất cả nhà đầu tư đều nhận được 30 điểm. Những ai mua quà tặng sẽ có 10 điểm. Nếu bạn đang lên kế hoạch cho một chuyến du lịch vòng quanh thế giới, hãy tự thưởng cho mình 40 điểm. Những ai có kế hoạch quyên góp từ thiện sẽ được 20 điểm. Một đạo diễn nổi tiếng quyết định quay một bộ phim dựa trên cuộc đời của bạn. Bạn sẽ đặt tên nó là gì? A. Cuộc đời thầm lặng.
B. Sống trọn vẹn từng giây. C. Hãy luôn lạc quan. D. Cuộc đời toàn những cú lừa. Nếu A là lựa chọn của bạn, 40 điểm đang bay vào giỏ của bạn rồi. Nếu bạn chọn B, nó mang lại cho bạn 20 điểm. Lựa chọn C có giá trị 10 điểm và D mang lại cho bạn 30 điểm. Khi có một quyết định mang tính bước ngoặt, bạn chọn con tim hay là nghe lý trí? A. Lý trí tất nhiên rồi, cảm xúc có thể dẫn bạn đi sai hướng. B. Con tim, trước giờ nó chưa bao giờ làm tôi thất vọng. C. Cả hai, còn tùy vào tình huống. D. Tôi sẽ bàn bạc với gia đình tôi, họ biết điều gì là tốt nhất cho tôi. Những người tin tưởng vào cái đầu của mình nhận được 30 điểm. Nếu lắng nghe trái tim mình, bạn được 20 điểm. Nếu bạn tin tưởng cả hai, đây là 40 điểm cho bạn. Tham khảo ý kiến gia đình mang lại cho bạn 10 điểm. Bạn định đi xem ban nhạc yêu thích với anh bạn thân của mình. Anh ấy không khỏe và không thể đi được. Bạn sẽ làm gì? A. Bán vé cho người khác. Nếu anh ấy không thể đi, tôi cũng sẽ không đi. B. Vẫn đi, quay 500 video cho bạn tôi và mang về một món đồ lưu niệm cho anh ấy. C. Nói với bạn tôi rằng tôi sẽ không đi mà không có anh ấy, nhưng bí mật đến đó một mình. D. Thảo luận với cô bạn thân và mời người khác đi cùng. Anh ấy sẽ hiểu. Lựa chọn A mang lại cho bạn 20 điểm, B có giá trị 10 điểm, C mang lại cho bạn 40 điểm và D trị giá 30 điểm. Bạn nghĩ người ta sẽ nói gì về bạn sau lưng bạn? A. Tất nhiên rồi, tôi là một người tuyệt vời và là một người bạn trung thành. B. Tôi nghĩ chắc họ sẽ ghen tị với ngoại hình và sự nghiệp của tôi. C. Tôi không dễ gần cho lắm, vì vậy có thể họ sẽ nghĩ rằng tôi hơi kiêu ngạo. D. Họ quá sợ khi nói điều gì đó về tôi. Họ biết tôi sẽ rất tức giận nếu phát hiện ra điều đó. Nếu A là lựa chọn của bạn, bạn được 10 điểm. B mang về cho bạn 30 điểm. C có giá trị 20 điểm. D mang về cho bạn 40 điểm. Bạn nghĩ mọi người thích gì nhất ở bạn? A. Tính hài hước của tôi. Điều này có ích trong rất nhiều tình huống. B. Sự nhiệt tình giúp đỡ. Tôi sẽ không bao giờ để bạn bè thất vọng. C. Khả năng đưa ra lời khuyên tốt của tôi. Tôi luôn biết điều gì sẽ hiệu quả nhất. D. Sự hay ho của tôi. Tôi có rất nhiều câu chuyện thú vị để kể. A có giá trị 20 điểm. B mang về cho bạn 10 điểm. C thêm 30 điểm vào số điểm của bạn. D có giá trị 40 điểm. Nỗi sợ hãi lớn nhất của bạn là gì? A. Bóng tối. Tôi tin là có một con quái vật giống dưới gầm giường của mình. B. Thất bại. Tôi thực sự muốn thành công trong sự nghiệp và kiếm được nhiều tiền. C. Cô đơn. Tôi sẽ không sống nổi dù chỉ một ngày mà không có người yêu và bạn bè. D. Rắn. Bạn chẳng bao giờ biết chúng nghĩ gì trong đầu. Nếu sợ bóng tối, đây là 30 điểm cho bạn. Nếu thất bại khiến bạn sợ nhất, bạn sẽ nhận 20 điểm. Những ai sợ cô đơn được 10 điểm. Nếu rắn khiến bạn hoang hồn, hãy cộng 40 điểm vào số điểm hiện tại. Việc nhà nào khiến bạn bực bội nhất? A. Rửa bát. Chán như con rắn ấy. B. Ủi quần áo của tôi. Ủi thì rõ là lâu nhưng cuối cùng thì nó vẫn cứ nhầu. C. Cắt tỉa bãi cỏ. Tôi thà phủ xi măng lên còn hơn. D. Tôi không phải làm việc nhà. Tôi đã thuê người làm tất cả cho mình. A mang lại cho bạn 40 điểm. B mang về cho bạn 10 điểm. C có giá trị 30 điểm. D trị giá 20 điểm. Bạn có một ngày tồi tệ. Điều gì có thể giúp bạn vui lên một chút? A. Pizza và phim hài ở nhà. Tôi sẽ cười cho vơi đi nỗi buồn. B. Đi dạo thật lâu trong công viên.
thiên nhiên luôn chữa lành cho tôi. C. Phòng gym, đổ mồ hôi làm vơi nỗi đau. D. Mua thứ gì đó, mua sắm là liệu pháp của tôi. Lựa chọn A có giá trị 10 điểm, lựa chọn B cho bạn 40 điểm, C mang lại cho bạn 30 điểm và D có giá trị 20 điểm. Đã đến lúc tổng kết số điểm của bạn. Nếu ghi được 150 đến 230 điểm, một từ tóm gọn con người bạn là tốt bụng, bạn vô cùng chu đáo và giàu lòng trắc ẩn, bạn cảm thấy đồng cảm với mọi người và không bao giờ ngừng mỉm cười, bạn lan tỏa năng lượng tích cực và sự lạc quan, bởi vậy mà bạn rất đáng yêu. Nỗi sợ hãi lớn nhất của bạn là làm cho người khác buồn, vì vậy bạn không thẳng thắn cho lắm. Hãy nhớ đôi khi bạn cũng cần phải lên tiếng. Nếu kết quả của bạn ở đâu đó khoảng từ 240 đến 330 điểm, bạn là người siêu thông minh. Bạn biết câu trả lời cho bất kỳ câu hỏi nào và có chính kiến riêng trong mọi vấn đề. Bạn thích giải quyết các rắc rối và không ngừng học hỏi. Mọi người xin bạn lời khuyên vì bạn luôn luôn đưa ra được những quyết định đúng đắn nhất. Bạn biết cách kiềm chế cảm xúc của mình và luôn tỏ ra lịch sự. Những người đạt từ 340 đến 420 điểm chắc chắn là rất tự tin. Bạn đầy tham vọng, chăm chỉ và năng suất. Có lẽ có ai đó sẽ nói rằng bạn bướng bỉnh, nhưng bạn đã đặt ra và đạt được mục tiêu nên điều ấy cũng không hẳn là xấu. Bạn thẳng thắn và luôn nói cho người khác biết những gì bạn nghĩ, dù cho đó không phải là điều dễ nghe. Mọi người tôn trọng bạn và ý kiến của bạn rất quan trọng đối với họ. Bạn ghi được 430 đến 510 điểm ư? Chúc mừng, bạn thật hài hước. Bạn có thể khiến những người cáu bẳn nhất phải bật cười. Bạn là linh hồn của mọi bữa tiệc. Sức hút tự nhiên khiến bạn trở thành thỏi nam châm với người khác. Bạn luôn có tâm trạng tốt và lan tỏa điều ấy đến mọi người. Bạn lạc quan 100% và luôn nhìn vào mặt tích cực của cuộc sống. Nếu số điểm cuối cùng của bạn là 510 trở lên, bạn là người tự do và độc lập. Bản chất của bạn là hoang dã nên sự buồn chán là thứ bạn sợ nhất. Bạn luôn sẵn sàng cho bất kỳ cuộc phiêu lưu nào. Bạn chẳng gió chiều nào theo chiều ấy. Bạn suy nghĩ rất sáng tạo và thể hiện cảm xúc của mình qua nghệ thuật.